Xin chào mọi người. Ở cái video này là mình sẽ làm thái, ở đây là thái quất nhá. Mọi người lưu ý quả quất. Quả quất đây nó ương ương, nửa xanh nửa chín. Và thái ở đây là sử dụng một cái máy thái bì loại 1 ly rưỡi nhá. Anh em lưu ý, đây là máy thái bì 1 ly rưỡi, máy quay tay. Thì đối với một số khách hàng họ làm cái món trà tắc ấy, thì họ có nhờ làm một cái video để gửi cho họ. Đây, bây giờ mình sẽ làm một cái video như thế này nhé. Sẽ quay theo cái chiều như thế này. Ở chân này nó sẽ có bốn cái lỗ, nếu mà mua về thì mọi người mua về nó vào một cái bàn hoặc một cái mặt phẳng ở đấy bắt lại thì nó cố định thì quay nó sẽ nhẹ hơn, chứ còn không có nó sẽ rất bồng bềnh. Thế nên là mình sẽ dùng cái chân của mình ở đây để mình làm cho nó không bị bồng bềnh đây nhá. Quả thì đây mình vắt nước rồi, 1 ly rưỡi, thì khi mình cho vào đây mình cứ quay như thế này, như thế này thì nó an toàn. Cái là do lực mình quay thôi, thế nên là mình cứ nhét vào. Thường thường nó phải gập như thế này vào này thì nó mới vào được, nếu mà không nó sẽ nhảy lung tung cả lên đấy. Đấy. Cái này thì mình cũng không khuyên mọi người mua cái loại motor, bởi vì là sao, khi mình nhét nhét vào như này này, nói luôn là cũng thấy nó nguy hiểm đấy. Nhỡ chẳng may thì đấy, đấy là nói thôi, còn ai muốn mua thì mình vẫn làm là có.